rồi đưa tôi đi chỗ này, đưa đi chỗ kia. Mà tôi ở đây hồi đó giờ quen rồi. Dạ. Bà con không à, tôi đau ốm cũng đâu có ai bỏ tôi. Dạ. Mà rồi đưa tôi đi chỗ này chỗ kia, biết tôi sống bao lâu nữa. Dạ. Chín mươi mấy tuổi rồi còn gì đó mà đưa đi hoài á. Dạ. Nhưng mà mấy chú ở xã là cũng gắng cố gắng vận động hoài rồi, nhưng mà bây giờ lại cái chỗ kia không được, tại vì khi mình xây dựng lên là nó đã trái phép rồi. Dạ. Thì nếu như ngoại ở hồi đó giờ thì được, nhưng mà bây giờ mình đã tháo dỡ ra thì mình làm lại là không được, nó đã được. Sai quy định rồi. Cũng hỏi người ta được kè. Thì ở đây thì mấy bên hội phụ nữ rồi nè cũng có xuống để mà cho ngoại vô trung tâm hỗ trợ á. Ngoại chịu vô đó không? Không, hay là mình vô đó đi. Tôi không vô đó nữa. Tôi biết chừng tôi không có sống được tới ngày mai không. Bà mệt rồi, bà nãy giờ vô đây khóc luôn rồi. Tôi không có đi đâu, tôi ở đây hả? Không cho tôi ở đó là tôi cũng hỏi bà con người ta đi cho ăn cái quan cái tấm cái liều cái miếng da tròn mẹ đi che lên tôi ở cũng được đó. Thì là mình che đỡ một cái miếng góc này để ngoài ngoài đi nổi, mình chỉ ngoài cái góc đó ngoài ở chiều là không, là chú Năm cho ngoài cái góc bên đây nè, mình che đỡ ở đi ngoài. Ừ. À, mình chứ đừng xây nữa, xây thì mình trái phép rồi. Tôi không có xây nữa cái đó. Cái đó là chắc bỏ luôn rồi. Bỏ người ta một cột rồi người ta cho. Dạ. Cái đó người ta cho không đó. Không. Dạ. Bỏ, người ta cho chứ không bỏ gì. Không, cái đó tiền của em mua đó, vật tư đã mua đó chị. Cái đó thì bà. Dạ. Nói đó. Đó mình giờ lên đây. Bây giờ mình tháo cái đó ra, lấy. Dạ. Cây của mình ra cái chòi mình nở. Để ra đây con chỉ chỗ cho mày, chỉ chỗ mày ngoài chia sẻ vừa định làm nè, đi ra đây. Đi theo con. Được, đi hoài. Ngoại đi nói ngoại? Đi được. Ừ. Thôi mình ở tạm nhà của chú Năm một hai hôm đi ha ngoại. Ha. Qua ông Năm không có cho cái chỗ nào. Dạ. Che cái chòi ở phải ở cái mương cũng được. Rồi. Rồi bây giờ mình chịu khó mình tại chú Năm cho ngoại ở cái khúc này nè. Ha. Nào. Cái khúc này nè thì tụi con sẽ dựng lại cho nó kín đáo chút xíu. Đây nè ngoại. Khúc này được không? Ừ, được. Ủa cô ơi, cái khúc này hả con? Đây nè, thì ở đây nó có một cái khoảng đất nhỏ với ngoại ở cũng không có diện tích, cũng không có lớn nữa. Góc này được rồi. Tính từ cái mé gạo luôn hả ngoại? Ừ. Góc này được không ngoại? Được. Góc này ngoại chịu không? Một miếng tôn cũng được nữa. Một miếng tôn dựng cũng được nữa ha? Dựng miếng tôn cũng được, dựng miếng kính trọng. Dạ. Rồi ví dụ bây giờ cái sàn dưới đã làm, bây giờ kêu mấy chú thợ chịu khó gỡ lên đi, cái nào xài được xài ha. Bây giờ cũng lỡ cỡ rồi. Chắc không à. Dạ, vậy là làm chỗ này được hả ngoại? Mình được. Bây giờ ngoại có hai lựa chọn, một là chung vô trung tâm hỗ trợ. Không, tôi ở đây à. Không chưa đi ha. Dạ, tại ngoại ở đây mến tay mến chân bà ở con hết trơn. Ở đây bà con không đau ốm là người ta đâu có bỏ tôi. Dạ. Bệnh hoạn là này kia nữa. Ê chị lấy cái ghế cho ngoại ngồi đi chị. Bệnh hoạn là này kia người ta cho ăn, lại cho thì ăn thuốc, cho gạo, cho đồ ăn. Dạ. Cái kia nè, nó đau bệnh ta cũng lo. Vậy đi ha. Giờ chứ mới xong rồi giờ cũng hơi khó cho con mà khó địa phương. Ừ, đây nữa. Tôi không ở, không cho tôi ở mới xong kiếm cái chỗ nào đi che cái miếng cao su cho ở cũng được. Tôi không có đi đâu hết trơn. Cao su sao ở? Trời nắng che ở, trời mưa đi đục. Dạ. Tôi không có đi đâu hết trơn. Không ơi đừng có buồn nữa nha. Ôi đừng có khóc nữa. Nha. Đó. Đây nè, chừng nữa chị tưởng thì thấy làm cho đây được không? Làm nhỏ nhỏ rồi còn gọn thôi. Bây giờ mình sao vậy chứ sao giờ? Đây. Không, ngoại chủ yếu là có cái chỗ ngủ rồi chứ nghe đồ ăn là chắc mấy cô này có chắc cũng cho luôn. Có chỗ ngủ cái chổng là được rồi. Nhưng mà cái hàng rào này nữa có bung ra được không cô? Nửa tháng gian vậy. Là chừng nữa lấn bên kia luôn hay là tới mấy cột à? Tới luôn. À tới mấy bên đó là hả? Ừ. Cũng rộng ngoại, mình lớn rồi tới miếng đó lận. Vậy là mình ở bên đây đi ha. Cô bác mà thương vô rồi ở đâu á. Thằng đi chứ không có đi. Cô bác không đi đâu. Không đi. Dạ. Ở đây quen rồi. Dạ. Bà con ta cũng đâu có bỏ tôi. Có gì ăn thì nó cũng đem đi cho. Dạ. Tôi không có đi. Ở đây cái miếu đồ tôi. Mình nói giờ không có đa bệnh gì hết á. Dạ. Bây giờ nó thôi bà đừng khóc nữa, đưa tôi đi hoài không có đưa đi, không có đưa đi hỗ trợ.
không đưa vô cho chỗ gì dưỡng lão. Dạ. Ở ngoài không chịu, ngoài không chịu mà. Bà đừng sợ, đừng sợ, không có đưa bà đi. Bà đừng khóc nha. Ở đây thì anh em tạo điều kiện cho bà ở đây thôi, không có đưa bà vô dưỡng lão đâu. Dạ, chứ chú ở đây. Ha. Dạ, thôi bà đừng đừng sợ. Chị về ngoài chị ở đây nha, ở đây đi. Dạ, ở đây đi để có cô bác đây gần gần nữa. Di chứ lại ngoại cũng không muốn vô trung tâm bảo trợ. Thì ở trong địa phương đây cũng hỗ trợ hết sức cho ngoại đó. Cũng có bà con đó cũng có gì nữa cũng lại đây cho. Dạ. Đa bệnh nó cũng nước nôi đồ cho mình. Với lại đây ngoại cũng thông cảm cho mấy chú làm ở dưới địa phương này nữa, tại vì cái chỗ đó mình nếu như mà giờ mình làm lại sẽ nói chung sẽ ảnh hưởng rất là nhiều, tại nó đã sai quy định rồi. Rồi nên không cho thì thôi chứ đưa thôi. Dạ. Thì hôm nay có mấy chú với xã với ấp này nè xuống làm biên bản gì đi, rồi tạm thời thì ở nhà chú Năm nha. Ở nhà chú Năm một vài hôm đi thì con sẽ bàn với mấy chị. Thì nói chung hàng rào này mình dỡ ra mà xong mình làm ở tới đâu luôn con. Dết bển rồi vô tới trong luôn ha. Cũng rộng mà chị tưởng ha. Cũng cho luôn ha con. À. Thấy bả vậy giờ sao giờ bỏ đâu bỏ một cho miếng. À bây giờ vậy là nói chung thì chú Năm chú Tám mà cũng đồng ý là cho ngoại nói chung là cho Năm cho miếng bên kia cô Tám. À đúng rồi cho miếng thôi chứ đủ để ngoài ở được rồi, nói chung cũng gần chỗ ngoài ở hiện tại đó. Cũng được nè. Dạ giống như là quay ra quay vô được, cái đặt cái giường được. Được cái giỏng gắn gắn cho mùng hơn được rồi hả. Vậy chịu rồi chưa? Chịu chưa? Chịu. Rồi chịu rồi, không có khóc nữa nha. Không khóc nữa. Để khóc hoài. Đưa tôi đi hoài mà. Không đưa. Giờ đây là bên đây chú Tám cho. Thì chú Năm cho. Dạ. Mọi người cho miếng. Rồi. Vậy là không khóc nữa ha. Ngoại ở đây vậy cũng dễ cho con với dễ cho mấy cô chú với địa phương nữa. Dạ. Ngoại không chịu đi mà con làm cái nhà cho ngoại cũng con cũng bị khó xử nữa. Bởi vậy. Đó. Cái nhà này kính mừng đó bạn, mà ra thương mình nên cho mình to anh rợp kính dạ. Đá mở mà không được thôi giờ chuyện đó đã lỡ như vậy rồi thì ngoại cũng đồng ý ở bên đây. Dạ, dạ thì nói chung thì hôm nay thì ghé thăm ngoại thì có mấy cô chú ở địa phương đây nè thì xuống cũng có làm việc về cái chuyện mà cái chỗ của ngoại đang xây đang làm á. Thì nói chung ở chỗ đó thì trước giờ ngoài ở đó không sao, nhưng mà giờ dở ra thì nó đã quy định sai với quy định này, tại dưới mới xong người ta sợ ngoại cũng nguy hiểm này khi lớn tuổi rồi nó. Mà tôi nói cho nghe. Dạ ngoại nói đi ngoại. Tôi hồi đó giờ cứ ở cái trái đó hoài hả. Dạ. Lâu rồi mười mấy năm lận. Đúng rồi. Mới đây mình bị hổm nó dán nó một. Nó gãy đi rồi trên trời đó. Dạ. Thành ra bắt buộc ta dỡ giùm tôi lận đó làm lại giùm. Dạ. Chứ không phải gì không mà tôi muốn dỡ ra. Dạ. Ta cũng thương ở xóm ghiền ta cũng lại dạ. giúp giùm. Chứ tôi đâu phải gì không tôi muốn dỡ vậy. Đi lọt giò rồi lọt giò dưới ngoài lọt giò rồi người ta nói bà lọt đi bà chết. Dạ. Để tôi dỡ nghe cái giòi ra cho bà tôi làm lại. Dạ. Là cũng hứa là mua tôm mà nó cho. Dạ. Chứ đâu phải mãi mà bây giờ không cho tôi ở nè. Dỡ không phải là không cho mà tại vì cái quy định nó đã như vậy rồi nó cũng thông cảm cho mấy cô chú ở địa phương đó, thì mấy ở địa phương cũng hỗ trợ ngoài hết mình rồi thì này kia hàng tháng rồi cũng có hỗ trợ cho ngoại nữa, rất là thương ngoại. Ở ngoài xã cũng cho tôi hoài thì đó cũng cho gạo cho tiền không rồi ngặt cái là ngoại không chịu vô trung tâm bảo trợ, cũng không chịu đi đâu hết, cũng không, có cô kia rồi rước mà đi mà không chịu mà ở đây hả? Ở đây quen rồi hồi đó dạ. Ở đây không đâu có đi đâu. Dạ. Đau bệnh của người ta đâu có bỏ. Hết nước nôi là nó cũng xách cho xà. Dạ. Đó đó. Tình làng với xóm rồi vậy. Dạ. Ở đây chắc ai cũng còn ai giống như là người thân vậy đó. Dạ. Nước nôi hết cái cô Út trong nhà này, cái cô coi hết nước hay là xách đổ vô cho rồi xài. Bây giờ con hỏi lại lần cuối nè, chịu ở đây nha. Chịu. Vậy không có thay đổi ý nữa nha. Không. Rồi bây giờ vô ký biên bản cái. Không, à. Không ký luôn. Không chịu ký. Không. Không có, người ta kiếm văn bản để mà đến đây ta làm việc cũng thông cảm cho người ta. À, ở đây là dở đi chứ. Tôi không làm ký. Nhưng mà chịu ở đây ra. Tôi không có chống cự vậy nên dở đi. Không ký. Không thì cái chỗ đó phải dở rồi, nói chung con người ta không dở con cũng dở nữa. Ừ. Dạ. Tôi không có ký. Không có, mình ký mình ở đây tại vì tôi ở đây ở thì dạ. Không ký. Ký luôn. Thôi nói nè con nói bạn nghe nè, tại mấy chú đến đây á là chủ yếu là để giúp ngoại mình, tại vì mấy chú cũng bị kẹt ở cấp trên nữa. Phải rồi đó, bị kẹt cấp trên nữa, người ta đến đây người ta làm việc giống như là hôm nay là có xuống làm việc với ngoại, có chú Năm đây và có chị cái chị kia làm nhân chứng nữa.
nên là ba người ký giống như là tới đến đây ký là có mặt đến đây làm việc chứ không phải là ký là làm gì, đúng không? Ngoại cũng thông cảm ký cho người ta đó, xong rồi cái nhà này tôi không ký mà tôi không đi đâu, không ký. Không có, không có đi, ngoại ở đây nè, làm cái lại cái này cho ngoại. Thôi không có ký gì chân. Thôi cái đó quyết định cho ngoại nha, thì con thì sau này con sẽ sửa sửa bên đây ha. Sửa lại bên đây cho ngoại nha. Rồi. Lát thì cho với ông Năm cho ăn miếng đó. Dạ. Được rồi, bà xui miếng lên. Mình dựng cho nó gọn thôi, ở đây người ta cho dựng tôn được nè. Ở dưới đất cái gì cũng được hết trơn. Các nhà tường cũng được nữa ha. Nhà tường cũng cho nữa. Dạ. Ở đó thôi, nhà nước người ta không cho nữa. Ở trên đây mình có nước sạch mình xài mình khỏi xuống sông. Có nè, bà Năm có cái nước nè. Quá im luôn, xài nó. Không có đâu làm nước cho tôi nè. Dạ, không có làm nước luôn. Bây giờ tôi không có ở cái chòi đó hả? Bỏ cái chòi đi, bây giờ bỏ cái chòi luôn ha. Dạ, thì quyết định lên đây nha. Lên đây. Dạ. Mà được ký ký lên, ký lên, đừng không ký được. Không, cái đó là quyết định của ngoại nha, con không biết à. Dạ. Nhưng mà con khuyên ngoại nên ký này để cho mấy chú còn về làm việc nữa. Làm việc. Giận rồi, nãy giờ giận luôn rồi. Đâu có làm gì mà bắt được ký. Giận thèm ký luôn. Ủa giờ nè, hết buồn chưa? Hết buồn rồi, có chỗ này đỡ. Có chỗ này mừng rồi ha. Đâu phải cười cái coi. Cười nhìn đây cười nè. Hết buồn phải cười cái chứ. Bắt được ký tên tôi không ký. Không ký. Dạ. Không ký, không vô dưỡng lão. Trời. Tôi mà nói đưa ngoại sợ bà vô dưỡng lão khóc trong rãi rồi đó. Sợ nữa. Tưởng đưa vô dưỡng lão không chịu nổi luôn á. Tôi không ký đâu. Giờ tôi ở ngoài đây cũng được, tôi che cái miếng bụng cũng được, tôi không đi cái này mình đâu. Ký tên á, kiểu giống như là người ta có đến đây làm việc chứ không phải là đưa ngoại dưỡng lão. Thôi, không có tin mấy ông này đâu. Không tin. Lão. Sợ ký đưa dưỡng lão luôn không? Dạ. Tôi không ký đâu. Ông ngoại sợ luôn. Sợ luôn, không ký. Thôi, có đó tùy ngoại nha. Rồi nói chung là con sẽ nhờ mấy chú đây sẽ vợ dưới lên đây. Ha, rồi dựng lại cái này cho ngoại. Rồi tạm thời. Cái đó lấy cây chắc đó làm. Dạ. Tạm thời ở đây đi, nói chung dựng nhỏ cái mái nhà nhỏ cho ngoại đi ha. Được, cái bánh cao su cũng được. Cao su hả? Rồi mưa gió nó tóc bay hả? Chạy vô đây đục. Dạ dạ. Đâu có đi dưỡng lão, chỉ là ký để làm việc biên bản. Ký để không có ký để không có cắt ở dưới thôi à. Tung tin đâu cái dốc á. Bây giờ nó không chịu ký. Tung tin mấy ông này đâu nói dốc á. Tội nghiệp ngoại sợ ký tên đi nhà dưỡng lão nên ngoại không vô kia chịu ký tên. Không có đưa đi trời ơi. Tiếp phục ngoại có buổi trời ngoại mới chịu. Dạ, vậy là cái chỗ này là của bên cô Năm với chú Tám ha. Dạ, để con bàn lại với mấy anh chị mình dừng lại chỗ này ha. Ở dưới rồi mình định lại đi. Dạ. Ngoại. Vậy ha, vậy chịu ở đây nha. Dạ. Ký tên chưa? Ký tên biên bản chưa? Ký rồi. Ký rồi, tại ký cho mấy chú làm việc nha. Dạ. Giờ dạ. Con về. Cảm ơn cậu nha. Bây giờ cái sàn đó bây giờ con phải tháo ra. Tháo ra hả? Tháo ra cái nào xài được xài, bây giờ nó lỡ cỡ rồi, làm lại chỗ khác cho ngoại. Cái cũng thông cảm cho mấy chú ở dưới địa phương đây. Dạ. Nhiều khi người ta làm việc nhiều khi cái quy định của pháp luật là vậy, tại nếu như mà ngoại ở luôn không sao. Nhưng một khi đã tháo ra làm lại á. Tháo ra làm lại. Thì bắt buộc là đã sai quy định rồi. Đó, sai quy định là nếu như mà mình làm cố tình làm lại nên mình sẽ phải không đúng với pháp luật nữa. Đó rồi người ta hỗ trợ ngoại tận tình nè. Cho ngoại vào trung tâm bảo trợ nè. Đó này kia nhưng mà ngoại không chịu đi mà nên là nên là phương án ở đây là tốt nhất hả ngoại? Vậy đi ha. Dạ mai mốt là kêu mấy anh chị làm đây nha. Ngoại đừng có buồn nữa nha. Vậy giờ con về được chưa? Về được rồi. Cảm ơn nha. Dạ, tối nay ở nhà mà cô Năm ha. Dạ, thôi con tạm biệt ngoại ha. Dạ, cảm ơn hai cô luôn ha cô. Cảm ơn cậu nha. Dạ, con bye ngoại nha. Cảm ơn thăm tôi nha. Dạ. Dạ, kính thưa cả nhà nha. Thì hồi nãy giờ mình có trò chuyện với ngoại bảy á. Thì do là cái sàn hôm nay đã làm xong rồi. Và hôm nay là tiền vật tư này kia cũng hết một phút nữa. Thì do là cái chỗ này là bà xong á, nên là quy định pháp luật là không có được làm. Tại vì nếu như ngoại ở đây hồi đó giờ thì được, ngoại ở trước đó rồi thì người ta vẫn cho ở được. Nhưng mà tại vì bây giờ mình tháo ra mình làm lại thì nó không đúng với quy định. Thì chính vì vậy thì nãy địa phương cũng đến đây vận động mấy cô chú đây nè, để thứ nhất là có hai phương án đưa ngoại giờ vào trung tâm hội người già, gọi là trung tâm hội bảo trợ á. Và thứ hai nữa là kiếm một cái miếng đất nhỏ trên bờ á, để cho ngoại ở. Thì nãy giờ thuyết phục ngoại cũng đã đồng ý rồi. Thì hồi nãy ngoại khóc quá trời luôn. Thì nói chung thì
ở đây mình cũng thông cảm cho địa phương ở đây thì người ta cũng có cái khó của người ta đó. Rồi ở đây mình cũng thông cảm cho ngoại là ngoại, nếu như bây giờ vô trung tâm bảo trợ thì cũng khó cho ngoại, ngoại không có quen ai hết, ngoại ngoại quen với cuộc sống ở đây rồi, mến tay mến chừng rồi, nó đây bà con cô bác ai cũng thương ngoại hết trơn đó. Chính vì vậy thì mình xin phép là cái này mình làm bao nhiêu rồi đó mình sẽ dỡ ra, cái nào tận dụng được tận dụng mình sẽ vào bên trong đó, cái chỗ đó mình sẽ làm lại cho ngoại đó. Thì mong là cả nhà xem video này hiểu và thông cảm. Tại nhiều khi có trong đây có cái xài được và có cái xài không được. Để tiện cho đôi bên, cho cả mình bà ngoại và cả ở địa phương đây nữa thì đó chính là cái phương án tốt nhất, và bà ngoại cũng đã đồng ý rồi. Đó thì hôm nay mình đến đây chỉ vậy thôi. Dạ thôi mình giờ cũng trễ rồi. Nãy cũng có thăm ngoại rồi thì thôi mình xin tạm dừng cái clip tại đây nha cả nhà. Hẹn cả nhà ở video sau nha.